Cho tôi xin thêm vài ví dụ nữa. Cho tôi xin thêm vài ví dụ nữa. Tôi không muốn làm gì mạo hiểm cả. Tôi không muốn làm gì mạo hiểm cả. Trước khi tôi dậy khỏi giường, tôi thường suy nghĩ một chút về những gì mình sẽ làm trong ngày hôm đó. Trước khi tôi dậy khỏi giường, tôi thường suy nghĩ một chút về những gì mình sẽ làm trong ngày hôm đó. Tôi tìm trong tủ xem có cái gì mặc được không. Tôi tìm trong tủ xem có cái gì mặc được không. Hôm qua cậu cãi nhau với Ken à? Hôm qua cậu cãi nhau với Ken à? Cái hồ này sâu nhất ở đây. Cái hồ này sâu nhất ở đây. Bạn biết phải đi đường nào không? Bạn biết phải đi đường nào không? Họ cũng có những vấn đề của họ. Họ cũng có những vấn đề của họ. Tự nhiên tôi biết thôi. Tự nhiên tôi biết thôi. Xin chào, tôi muốn gặp bác sĩ. Xin chào, tôi muốn gặp bác sĩ. Bạn bao giờ lái một xe ô tô thể thao chưa? Bạn bao giờ lái một xe ô tô thể thao chưa? Bao tiền đêm? Bao tiền một đêm? Tôi sẽ mang thêm một cái khăn nữa. Tôi sẽ mang thêm một cái khăn nữa. Cô ấy không muốn anh ấy mua một cái nhẫn đính hôn đắt tiền. Cô ấy không muốn anh ấy mua một cái nhẫn đính hôn đắt tiền. Tôi mua một cái bút nhưng rồi mất. Tôi mua một cái bút nhưng rồi mất nó. Tôi chưa bao giờ nghe một câu chuyện lạ như thế cả. Tôi chưa bao giờ nghe một câu chuyện lạ như thế cả. Mình dọn dẹp cái phòng này nhé. Mình dọn dẹp cái phòng này nhé. Lần này cậu sai rồi. Lần này cậu sai rồi. Trái đất tròn. Trái đất tròn. Anh ấy nghĩ là tốt hơn hết nên chấp nhận lời mời đó. Anh ấy nghĩ là tốt hơn hết nên chấp nhận lời mời đó. Cái này có miễn phí không? Cái này có miễn phí không? Phòng của cậu quá lộn xộn. Phòng của cậu quá lộn xộn. Tôi cần một cái phong bì. Tôi cần một cái phong bì. Nghe lại giọng của bạn, tôi cảm thấy rất vui. Nghe lại giọng của bạn, tôi cảm thấy rất vui. Mary không có ai để nói chuyện, nhưng cô ấy không cảm thấy cô đơn. Mary không có ai để nói chuyện, nhưng cô ấy không cảm thấy cô đơn. Đáng nhẽ tôi không nên làm thế, tôi xin lỗi. Đáng nhẽ tôi không nên làm thế, tôi xin lỗi. Anh ấy chuyển nhà đến gần khu nhà tôi. Anh ấy chuyển nhà đến gần khu nhà tôi. Trời đang mưa. Trời đang mưa à? Ban ngày anh ấy ngủ.
Ban đêm anh ấy đi làm. Ban ngày anh ấy ngủ. Ban đêm anh ấy đi làm. Cậu đang đi đúng đường rồi đấy. Cậu đang đi đúng đường rồi đấy. Cái phòng này có mùi khó chịu. Cái phòng này có mùi khó chịu. Đúng thật là ác mộng. Đúng thật là ác mộng. Nhớ giữ liên lạc nhé. Nhớ giữ liên lạc nhé. Anh ấy đánh nó rất mạnh. Anh ấy đánh nó rất mạnh. Chuyển kênh bóng đá đi. Chuyển kênh bóng đá đi. Được rồi, ngày mai đúng 7 giờ có mặt nhé. Được rồi, ngày mai đúng 7 giờ có mặt nhé. Kế hoạch của anh ấy nghe ổn đấy. Kế hoạch của anh ấy nghe ổn đấy. Tôi không nghĩ anh ấy là người tốt. Tôi không nghĩ anh ấy là người tốt. Chắc là anh ấy đang có ý đồ xấu. Chắc là anh ấy đang có ý đồ xấu. Anh ấy có con chưa? Anh ấy có con chưa? Đây là lần cuối tao nói chuyện với mày. Đây là lần cuối tao nói chuyện với mày. Tôi chưa bị mổ bao giờ. Tôi chưa bị mổ bao giờ. Đừng để tao nhìn thấy mặt mày. Đừng để tao nhìn thấy mặt mày. Đã gọi món chưa? Đã gọi món chưa? Lại bị cắt điện à? Lại bị cắt điện à? Cái bánh mì này hỏng rồi. Cái bánh mì này hỏng rồi. Điện thoại vừa hết pin. Điện thoại vừa hết pin. Cái tủ quần áo này cũ lắm rồi. Cái tủ quần áo này cũ lắm rồi. Gọi cảnh sát. Gọi cảnh sát. Thằng này làm tôi phát điên. Thằng này làm tôi phát điên.